Bất động sản biến động mạnh khi mà RRI sửa đổi được áp dụng, ai được và ai mất? Xin chào anh chị và nhà đầu tư, tôi là Long, hiện tại đang là một chuyên gia môi giới ở tại thị trường đầu tư đất nền. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi Long rằng là RRI sửa đổi thông qua thì có những cái nghị quyết, nghị định thay đổi thì nó sẽ tác động trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị trường đầu tư bất động sản. Thì liệu rằng khi luật mới thông qua thì ai sẽ là người được hưởng lợi và những cái điều mà chúng ta bị mất mát khi luật thông qua đó là gì để giúp cho anh chị làm sao mà có góc nhìn đa chiều hơn để chúng ta tránh mắc phải những cái rủi ro. Ví dụ như là chúng ta đi ngược với cả xu hướng của đất đai này, hoặc là chúng ta đầu tư bị mất vốn này, hoặc là chúng ta chưa làm các thủ tục kỹ, chưa làm các thủ tục gấp gáp để làm sao mà chúng ta bị mất tiền bởi vì chi phí thay đổi rất nhiều khi luật đã sửa đổi được thông qua với rất nhiều các nghị định khác nhau. Thế nên Long sẽ chia sẻ cho mọi người trong chủ đề về ngày hôm nay để giúp cho mọi người tiết kiệm được chi phí làm sổ đỏ, tiết kiệm được cái chi phí làm các thủ tục này để giúp chúng ta làm sao mà không bị đội giá lên, thậm chí tăng gấp 5, gấp 10, thậm chí là 20 lần so với cả luật cũ khi mà chưa được áp dụng. Thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong chủ đề video ngày hôm nay. Trước đây, lần đầu tiên mọi người xem chủ đề video của Long thì mọi người để cho Long một like và đăng ký kênh để khi Long ra chủ đề video về lối đai thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận những cái thông tin mới nhất từ Long. Nhất đó chính là một trong cái điều mà cực kỳ quan trọng mà Long nhắc đi nhắc lại rất nhiều rồi, chúng ta đang gọi là cải cách lại về cái vấn đề gọi là thay đổi cái khung giá đất thành cái bảng giá đất. Khung giá đất với bảng giá đất bây giờ thì nó cách nhau rất nhiều, cách nhau rất xa mọi người nhé. Thay đổi khung giá đất thành bảng giá đất, mọi người hình dung là ngày trước khung giá đất thì áp dụng 5 năm một lần, cứ 5 năm người ta áp dụng một lần. Mà mọi người biết rồi đấy, các thành phố lớn như Hà Nội này, Bắc Ninh mà hay các cái vùng như thành phố Hồ Chí Minh ấy, khung giá đất trong vòng 5 năm ấy mọi người hình dung là thay đổi thậm chí là nó gấp gọi là gấp 10 lần so với cả 5 năm trước. Câu chuyện rằng có những địa phương nó tăng mạnh như vậy. Thế nên đôi khi là thay đổi khung giá đất ấy, mọi người hình dung là gì, người ta gọi là thay vì điều chỉnh 5 năm một lần thì bây giờ người ta ban hành ra một cái bảng giá đất. Mà cái bảng giá đất này thì giá trị nó sẽ rất sát, sẽ rất gọi là giống với cả giá của thị trường. Ví dụ như ngày xưa chúng ta mua một cái mảnh đất ví dụ như là 2 tỷ, chúng ta chỉ để trên cái hợp đồng là chỉ tầm 300 đến 400 triệu thôi, thậm chí là tầm 100-200 triệu thôi. Nhưng bây giờ là gì, nếu chúng ta mua một cái mảnh đất 2 tỷ, chúng ta phải khai thuế phải ngang với cả so với giá thị trường là tầm khoảng 1.8, 1.9, thậm chí là gần 2 tỷ để cho chúng ta làm sao mà cơ quan thuế người ta duyệt lên văn phòng đăng ký đất đai để giúp chúng ta làm sao mà có được cái sang tên chuyển nhượng nó hiệu quả. Thì đấy là một trong những cái mà Long nghĩ là thay đổi khung giá đất thành cái bảng giá đất nhé mọi người nhé. Và cái quan trọng nhất là khi mà thay đổi cái khung giá thành bảng giá như vậy ấy, thì mọi người sẽ điều chỉnh là mỗi năm một lần nhé. Và cái phương pháp định giá dựa trên cái bảng giá đất này ấy, thì mọi người có thể là xem và tham khảo với các cái phương pháp định giá. Thứ nhất là gì, nhà nước sẽ ban hành các cái phương pháp định giá, nhất là phương pháp so sánh này, thứ hai là phương pháp thu nhập này, thứ ba là phương pháp thặng dư này, thứ tư là phương pháp gọi là điều chỉnh hệ số K. Và tiếp theo là giá bất động sản thì nó sẽ rất sát so với cả thị trường. Thế nên điều này đòi hỏi rằng là gì, chúng ta sẽ rất là minh bạch, rõ ràng cho cái thị trường đầu tư bất động sản. Và nhà nước đôi khi là không bị mất thuế. Thì cái điều được ở đây đó chính là gì, nhà nước người ta không mất thuế thì người ta lại làm các rất nhiều các cơ sở hạ tầng, rất nhiều các tiện ích trường trạm để làm cho chúng ta có một cuộc sống nó tốt hơn, cuộc sống nó hiệu quả hơn. Nhưng mà có một cái đường, có một cái mất của chúng ta đó chính là gì, chúng ta ngày xưa có thể là thay đổi cái điều chỉnh về cái vấn đề là hợp đồng này, hay là những cái vấn đề chuyển nhượng đất ấy, hay chuyển nhượng tài sản ấy, thì chúng ta để với mức giá nó không cao so với cả giá của thị trường, thì bây giờ bắt buộc là phải để giá cao ngang so với cả giá của thị trường. Thế đây là một trong những cái mà chúng ta gọi là vừa được và vừa mất đối với cả những ai đang kinh doanh đầu tư bất động sản thì chúng ta sẽ bị gặp cái vấn đề như này. Tiếp theo đó chính là về giá bất động sản. Thì cái phương án ví dụ như là khi mà thay đổi khung giá thành bảng giá như vậy ấy, thì Long đánh giá một cái điều rất tuyệt vời, đó chính là gì, chúng ta sẽ thanh lọc được những cái chủ đầu tư, những cái chủ đầu tư nhỏ và những cái chủ đầu tư nào là những cái chủ đầu tư mà người ta có tay nghề và những người chủ đầu tư mà người ta có tầm nhìn, người ta sẽ làm các dự án minh bạch và rõ ràng hơn, sẽ nhanh hơn, không bị vấn đề dính gọi là treo quy hoạch cái đó nữa. Bởi vì là khi thay đổi khung giá đất thành bảng giá đất như vậy ấy, thì nó làm cho những người dân người ta được cảm thấy rất là thoải mái. Khi mà người ta dính đất quy hoạch, dính đất bị đền bù thì người ta cảm thấy yên tâm, người ta muốn giao đất cho doanh nghiệp để người ta làm. Bởi vì khi doanh nghiệp ta vừa làm ấy thì mọi người biết rồi đấy, người ta vừa có thêm cả vấn đề là gì, tạo được việc làm cho người dân này, và tỉnh phát triển này, hạ tầng làm này, và người dân thì người ta được hưởng các tiện ích này. Thế tất nhiên là cả ba bên cùng thuận lợi, nhưng mỗi tội là chỉ vì là một trong ba bên người ta không còn cảm thấy thoải mái, bởi vì cái vấn đề đền bù nó thấp quá, người dân người ta luôn cản trở các dự án của doanh nghiệp. Thế bây giờ câu chuyện là bảng giá đất ban hành ra thì cứ theo luật mà làm, cứ theo bảng giá đất mà làm, đền bù bao nhiêu làm bao nhiêu, đền bù bấy nhiêu. Đấy, một cái mà Long thấy rất là hay, nó sẽ giải quyết được vấn đề là cái ùn tắc các dự án, các tỉnh người ta không phát triển được bởi vì các dự án người ta không thông hành, không có đủ pháp lý và người dân người ta không ủng hộ thì không thể làm được. Đấy, thì Long thấy đấy là một cái rất là hay, rõ ràng minh bạch.
Và mọi người yên tâm nhé, về vấn đề gọi là giải tỏa mặt bằng hay là vấn đề đền bù ấy, thì cũng đền bù rất rõ ràng. Thay vì ngày xưa ví dụ như là một cái miếng đất lúa đi, chúng ta gọi là giao dịch giá thị trường là 400-500 triệu một cái mảnh đi, thì bây giờ ví dụ như là người ta đền bù cho mình, người ta cũng phải đền bù gần với cả sát với giá của thị trường tầm 300-400, thì dân người ta sẽ ủng hộ ngay. Còn câu chuyện ngày xưa ví dụ như là giá thị trường đất lúa thì là 400-500 triệu, còn giá đất đền bù nó chỉ dao động đâu đó là khoảng tầm có 50 đến gọi là 70 triệu một lô ấy, thì nó rất là khó, người dân người ta cảm thấy không thoải mái, không hài lòng, thì người ta không cho làm các dự án như vậy. Tiếp theo là chính là về vấn đề gọi là mọi người yên tâm một cái là nhà nước mình ấy, thì hiện tại về vấn đề đền bù này, thuế nó sẽ rất là minh bạch, rất là rõ ràng hơn và tạo điều kiện cho người dân hơn. Ví dụ như là khi chúng ta làm các cái dự án dính vào quy hoạch cho người dân ấy, thì người ta sẽ có một cái cơ chế rằng là gì, người ta phải làm các cái tái định cư để giúp cho người dân người ta ổn định an ninh xã hội, người ta cảm thấy yên tâm, sau đó người ta khác chuyển dịch và bàn giao lại cơ sở hạ tầng cho các cái doanh nghiệp để người ta làm. Cho trong trường hợp là gì, đôi khi là dự án treo ở đó, người dân thì đất bị dính quy hoạch, giá thì bị mất đi, mà đôi khi rằng là dự án thì không làm, thì tự dưng là cả hai bên nó không được có thuận lợi. Và có một trong những cái mà Long nghĩ rằng là đối với cả cái doanh nghiệp ấy, thì cái chi phí đầu vào nó sẽ tăng lên, bởi vì là thay đổi khung giá thành bảng giá thì cái giá làm dự án nó sẽ tăng cao lên, nó không còn câu chuyện là gì mua rẻ bán đắt nữa, đôi khi là mua đắt và bán phải đắt. Thế nên là nó tạo ra cái tâm lý của thị trường, một quy luật cung cầu là gì, cái dự án giá nó tăng lên bán theo. Bởi vì khi mà dự án bán giá cao ấy, mọi người dùng mà các cái quỹ đất dân xung quanh ấy, nó sẽ cũng tăng cao như vậy, nó cũng tăng cao lên, không phải dự án tăng mà đất dân bị chững đó. Các dự án tăng, khi mà bất động sản thì Long thấy nó có một cái tính rất là thị trường, khi mà thị trường tăng thì tất cả mọi thứ nó đều tăng lên. Và gần như đấy là cho những cái điều mà Long đánh giá rằng là khi mà các cái dự án người ta bị sít phân lô này, khi mà các cái dự án ấy mà người ta ra một cái mức giá cao hơn, thì đồng nghĩa với việc là thị trường bất động sản nó sẽ có cái cơ hội tăng giá và tăng đồng đều hơn. Với góc nhìn của Long thì Long đánh giá là luật mới nó sẽ phát triển rất là mạnh, và luật mới sẽ thúc đẩy mạnh về cái vấn đề giải phóng mặt bằng đầu tư, và các cái dự án thì nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ không bị vấn đề tắc pháp lý này, không bị vấn đề là chậm trì trệ triển khai. Bởi vì đây là một trong những cái mà nó sẽ giúp cho những nhà đầu tư nào khi mà họ đã có nguồn lực tài chính ấy, họ sẵn sàng đền bù cho người dân một mức thỏa đáng ấy, thì đó là những cái chủ đầu tư mà người ta làm việc rất là uy tín, làm việc rất là minh bạch, và những chủ đầu tư đó thì họ là những chủ đầu tư mà rất được việc. Thế nên Long nghĩ rằng nó sẽ làm một trong những cái mà tác động giúp cho bất động sản ở tại các địa phương nó tăng giá lên. Đó là những cái điều mà Long muốn chia sẻ cho mọi người trong chủ đề video ngày hôm nay về vấn đề ai được ai mất ấy. Thì chi phí làm sổ đỏ này, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất này, hay là các cái chi phí tách thửa này, hay các chi phí ví dụ như là cho tặng này cũng đều tăng lên. Thế nên đấy là những cái điều mà Long thấy rằng là chúng ta phải biết, và chi phí làm sổ đỏ mọi thứ cũng tăng, và những cái được chúng ta là vấn đề đền bù chúng ta thì nó vẫn thỏa đáng cho chúng ta, và những cái vấn đề liên quan đến gọi là quy hoạch hay mọi thứ dự án nó sẽ trì trệ, thì bây giờ nó sẽ làm cho thúc đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Đó, những điều Long muốn chia sẻ cho mọi người trong chủ đề video ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy video này của Long hay thì mọi người để lại cho Long một like, một đăng ký kênh, để khi Long ra những chủ đề video tiếp theo thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận những cái thông tin mới nhất từ Long. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết chủ đề video của Long.